Nhu cầu đi lại trong nước quốc tế phục hồi, công ty cổ phần hàng không Vietjet ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022. Với 53 đường bay nội địa, quý 2 năm 2022, Vietjet đạt doanh thu vận tải hành khách 11.355 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ trước dịch. Lợi nhuận sau thuế đạt 36 tỷ đồng. Tổng sản lượng hàng hóa vận chuyển trong quý đạt hơn 11.000 tấn. Nửa đầu năm 2022, Vietjet có lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 76 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất là 426 tỷ đồng. Vietjet mở thêm nhiều đường bay quốc tế với 17 đường bay thẳng Việt Nam Ấn Độ, thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng đi Busan Hàn Quốc, Hà Nội đến Nagoya, Fukuoka Nhật Bản, khai thác đội tàu bay thân rộng A330, ra mắt website ứng dụng điện thoại mới, sản phẩm bay trước trả sau, giúp hành khách giải quyết vấn đề tài chính Sky Holidays với chọn gói vé bay, dịch vụ lưu trú khắp Việt Nam, mang đến trải nghiệm bay an toàn thoải mái cho khách hàng. Vietjet được Airline Rating bình chọn là hãng hàng không mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng toàn cầu, top 10 hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất thế giới năm 2022. Qua 6 tháng, khoản thu nộp ngân sách thuế phí thu hộ trực tiếp và gián tiếp đạt khoảng 2.300 tỷ đồng. Hiện Vietjet tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp đẩy nhanh quá trình phục hồi sau dịch.